Buổi hôm nay thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một vài cái vấn đề mới. Thứ nhất là các vấn đề về tô màu. Tôi muốn nói sâu hơn một chút so với lại cái thao tác mà chúng ta đã giới thiệu ở buổi 1. Về thao tác tô màu thì các bạn thấy rõ ràng là trong Corel nó tương đối là dễ. Có nghĩa là chúng ta chỉ việc là chọn một đối tượng, sau đó thì các bạn đưa chuột vào trong một màu nào đó ở trong hộp màu và các bạn chọn nó. Sau khi chọn xong thì các bạn sẽ kích chuột vào nó và các bạn sẽ đưa được màu vào đây. Bất kể màu nào, thích màu nào thì các bạn sẽ bấm chuột vào màu đó, nó sẽ thiết lập màu mới cho cái đối tượng của chúng ta. Thế còn để hủy ô màu thì tôi cũng đã giới thiệu sơ rồi, đó là cái ô có hai gạch chéo ở trên đầu này, ô no fill. Nếu chúng ta bấm vào đây thì nó sẽ hủy tô màu và nó trả lại cái trạng thái là đối tượng chưa có bề mặt. Thế thì ở đây chúng ta sẽ khám phá về cái cách làm việc của cái hộp màu trước, cái palette màu trước. Thì như các bạn nhìn thấy là ở trên màn hình, số lượng màu mà chúng ta có thể nhìn thấy thì nó không có nhiều. Và nếu như mà chúng ta muốn có nhiều màu hơn thì chúng ta sẽ làm theo cách sau. Đây là cái trạng thái đầu tiên. Nếu mà chúng ta thấy là để ở cái trạng thái một cột như thế này thì còn rất nhiều các ô màu đang bị giấu đi, chúng ta không nhìn thấy. Do đó thì chúng ta sẽ bấm vào mũi tên ở dưới đáy của cái hộp màu này để cho nó trượt lên phía trên, và lúc này chúng ta có thể nhìn thấy được những cái màu mà đang ẩn ở phía dưới. À, cách này thì hơi mất thì giờ, cho nên chúng ta còn có một cách thứ hai nữa là các bạn bấm vào mũi tên dưới nữa theo cái chiều sang phía bên phải, bấm vào đây thì cái bảng màu của chúng ta nó sẽ được mở rộng ra và nó hiện đầy đủ tất cả các cột với lại các cái màu chứa ở trong hộp, và do đó thì chúng ta có thể chọn màu một cách nhanh hơn. Sau khi mà chúng ta tô màu xong, chúng ta bấm vào một cái vùng trống thì lập tức cái hộp màu của chúng ta nó sẽ lại co lại, nó lại nằm gọn lại thành một thanh như thế này thôi, và như thế thì nó sẽ tiết kiệm được cái không gian làm việc của chúng ta. Tuy nhiên nếu như các bạn không muốn cứ đóng đóng mở mở hộp này thì các bạn có thể là thiết lập để nó mở rộng hết cả cái hộp màu này ra. Để mà mở rộng hộp màu này ra thì chúng ta sẽ xử lý bằng cách là bấm vào mũi tên ở trên cùng của cái hộp màu này thì bảng thoại mở ra. Sau khi mà bảng thoại này mở ra thì các bạn bấm vào cái dòng lệnh thứ hai từ dưới lên là row. Nó sẽ cho các bạn ba cái tùy chọn, một row, hai row và ba row. Các bạn bấm vào ba row thì nó sẽ mở rộng toàn bộ cái bảng màu này ra, và như thế thì các bạn sẽ chọn nhanh hơn. Đấy. Thì các bạn có thể nhìn thấy được nhiều nhiều màu hơn ở trong này. Tuy nhiên cách như thế này thì nó sẽ mở rộng luôn luôn là nhiều cột như thế này, và do đó thì nó sẽ chiếm nhiều chỗ trên màn hình của chúng ta hơn. Thế như vậy là chúng ta đã biết được cách để mở rộng hộp màu ra để có thể xem được nhiều màu hơn, do đó chúng ta sẽ dễ chọn và chúng ta có thể tìm kiếm được nhiều màu. Tuy nhiên là kể cả trong trường hợp mà chúng ta mở rộng hết cỡ cái hộp màu này ra, số lượng màu thì nó có tăng lên thật nhưng mà nó cũng vẫn là một con số hữu hạn. Trong thực tế thì màu sắc nó đa dạng lắm, nó có thể là có hàng triệu màu. Do đó thì cái việc mà cung cấp cho chúng ta một cái hộp màu với lại mấy chục ô màu như thế này thì vẫn là con số quá ít ỏi, và tôi muốn rằng là sẽ có những màu mà nó khác biệt đi nữa. Ví dụ như là vẫn một cái màu chẳng hạn như là màu đỏ như thế này chẳng hạn, tôi muốn là nó sẽ có một cái sắc vẫn là đỏ nhưng mà nó khác biệt đi một xíu xíu thôi. Có thể nó ngả vàng một tí, hay nó ngả trắng một tí, hay nó sẫm hơn một tí tẹo so với cái màu này. Thì bây giờ tôi sẽ làm như thế nào? Thì để làm được cái điều đó thì chúng ta sẽ làm cái thao tác là gọi cái hộp màu con. Để gọi hộp màu con thì chúng ta làm như sau. Các bạn cứ chọn một cái đối tượng mà muốn tô màu, sau đó thì các bạn bấm giữ vào cái ô màu mà các bạn muốn tô. Ở đây hãy lưu ý là thao tác là bấm giữ nhé, chứ còn bình thường ra là chúng ta chọn này, chúng ta bấm một cái thì chúng ta nhả ra ngay, thì đấy là một cái click nhả nhanh thôi. Thế nhưng mà nếu mà bấm giữ thì chúng ta sẽ làm theo thao tác là bấm và giữ lâu một chút, độ khoảng trên 1 giây thì nó sẽ mở cái hộp màu con ra, và các bạn sẽ thấy là một hộp màu con này nó sẽ có là 7749 ô màu, với cái màu mà chúng ta kích chuột vào sẽ là ô nằm ở trung tâm.
Thế còn các màu xung quanh thì nó biến nhân từ cái màu chính đó ra, nó có thể sáng hơn một tí, tối hơn một tí, ngả vàng hơn một tí, ngả sẫm hơn một tí, vân vân. Và cách như thế này thì các bạn đã thấy rằng là từ một ô màu chúng ta sẽ nhân nó lên thành 7749 ô, như thế là số lượng màu nó tăng lên tương đối nhiều và chúng ta sẽ có nhiều biến thể hơn. Như thế là chúng ta biết thêm một cái thao tác tô màu bằng hộp màu con. Tuy rằng là số lượng màu nó được tăng lên rất là nhiều so với lại cái số lượng màu gốc khi mà chúng ta hợp mở hộp màu con ra, tuy nhiên là cái số lượng đó vẫn lại tiếp tục là một con số hữu hạn. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm một cái phương pháp nữa, đó là chúng ta sẽ pha màu trực tiếp ngay trên đối tượng để chúng ta có thể là thêm bớt các màu một cách chủ động hơn và phong phú hơn so với những cái số màu cho sẵn đó. Thế để làm việc này thì các bạn cứ bấm chọn đối tượng, cứ bấm chọn một màu mà các bạn muốn để tô trước đã, sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành là pha trộn và thêm các màu khác vào bằng cách là giữ phím Control. Khi các bạn giữ phím Control và các bạn bấm thêm vào một màu nào đó các bạn muốn thì thao tác này nó sẽ đưa thêm cái màu mới đó vào trong cái màu hiện có. Và bằng cách như thế này thì mỗi lần chúng ta kích chuột như thế này, chúng ta thêm 10% cái màu mới mà chúng ta kích chuột để chúng ta đưa thêm vào. Các bạn có thể pha thêm một màu, có thể pha thêm hai màu, vân vân, kể cả 3-4 màu cũng được. Tuy nhiên là khi pha màu thì nên có một cái cách pha màu làm sao cho nó phù hợp với lại cái nguyên tắc pha màu. Tại vì là nếu như mà chúng ta không nắm được cái lý luận rằng là màu nào pha với màu nào ra màu mới ra làm sao thì chúng ta cũng khó lòng mà hiểu là chúng ta sẽ pha ra cái màu gì. Và cái thứ hai nữa là làm chủ cái thao tác cho nó cẩn thận, tại vì là nếu mà chúng ta pha trộn một cách quá nhiều các màu vào thì nó sẽ trở thành cái màu mà chúng ta gọi là màu nước cống, nó sẽ rất là xấu. Thế thì màu nào cũng có thể pha thêm đó. Đây ví dụ tôi pha màu xanh, bây giờ nếu như tôi giữ Control tôi kích thêm vào màu đỏ này chẳng hạn thì dần dần chúng ta sẽ thấy là nó lại chuyển sang một màu khác. Pha thêm màu nào vào thì nó hiển thị thêm một chút cái màu đó, mỗi lần kích tương đương với 10% thêm vào. Thế với cái thao tác như thế này thì chúng ta có thể tạo ra những cái màu nó rất là phong phú và cũng chúng ta không cần phải trông chờ vào những cái màu hiện có ở trong palette màu. Thế đến đây thì chúng ta sẽ làm quen thêm một cái thao tác nữa, đó là sao chép các thuộc tính màu. Tất nhiên là các bạn thấy là hộp màu như thế này thì nó sẽ không có cái màu mà đang có ở trong cái đối tượng của chúng ta, đúng không? Tại vì màu này là chúng ta vừa mới pha ra. Để tìm nó thì chúng ta có thể tìm ở trong cái hộp màu ở đây, nếu như mà các bạn muốn. Thì đây chính là cái hộp màu gọi là Document Palette, nơi nó chứa những cái màu mà chúng ta đã sử dụng ở trong cái quá trình làm việc. Thế tuy nhiên là nếu như số lượng màu nó lớn và màu nó nan ná nhau mà chỉ khác nhau một tí thôi thì đôi khi là chúng ta cũng sẽ không chọn được đúng cái màu mà chúng ta muốn. Do đó nếu như bây giờ tôi muốn nhại màu sang một cái đối tượng khác chẳng hạn tôi có một đối tượng mới như thế này và đối tượng mới này chưa có màu, nhưng bây giờ tôi lại muốn tô đúng cái màu mà tôi vừa mới pha cho đối tượng chữ nhật này sang bên ellipse này chẳng hạn, thì tôi có hai cách. Cách làm chính tắc thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn cái đối tượng mà muốn tô màu, chúng ta vào menu edit. Trong menu edit thì các bạn sẽ tìm tới cho tôi cái lệnh gọi là copy property from. Sau khi mà chúng ta nhấn cái lệnh này thì nó sẽ mở ra một bảng thoại, nó cho phép chúng ta thiết lập cái sự lựa chọn của chúng ta là copy cái gì. Bảng thoại nó gồm có 3 cái checkbox như sau: outline pen, outline color và fill. Ở đây tôi giải thích một chút, fill chính là cái màu tô bề mặt mà chúng ta vừa mới nói. Thế còn outline color chính là cái màu tô đường viền. Thực ra thì bây giờ các đối tượng chúng ta vừa vẽ ra rất giống nhau rồi, nó đều có đường viền màu đen, chúng ta chưa nói chuyện tới cái việc mà thay đổi chế độ màu đường viền, cho nên là chúng ta không cần nói về cái outline color này. Thế còn outline pen là cái đường viền nó có độ dày bao nhiêu, hoặc là nó liền nét hay đứt đoạn hay là dạng chấm chấm, vân vân. Thì hiện tại bây giờ chúng ta mới nói tới cái vấn đề là tô màu bề mặt thôi, do đó thì chúng ta chọn fill, nhấp OK để xác nhận rằng tôi muốn copy, tôi muốn học theo cái màu bề mặt của một đối tượng nào đó.
nhấp OK. Lúc này chúng ta sẽ nhận được một cái mũi tên đen rất là to, và muốn nhại màu nào thì các bạn chỉ cần chọn vào cái đối tượng mẫu mà đang chứa cái màu mà chúng ta muốn nhại, nhấp chuột nhả chuột một cái thì nó sẽ đo màu và nó sẽ lấy đúng cái giá trị màu hiện có của đối tượng mẫu để nó tô cho cái đối tượng mà chúng ta đang chọn đó. Thì đấy là cái cách để mà chúng ta tô màu nhại theo một cái màu có sẵn. Thế bây giờ chúng ta có một màu khác chẳng hạn. Bây giờ tôi lại muốn là lấy màu của ô này đưa sang ô này. Vừa rồi là chúng ta làm chính tắc làm bằng lệnh. Bây giờ chúng ta làm một cái thao tác trực tiếp, làm một thao tác thủ công. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Chọn cái đối tượng mẫu mà chứa cái màu mà các bạn muốn tô cho đối tượng khác. Sau đó thì các bạn sẽ làm cho tôi bằng cách là nhấp chuột phải, nhấp và giữ chuột phải nhé. Đấy, các bạn nhấp và giữ chuột phải và các bạn kéo thả vào cái hình này cho tôi. Khi mà nó đang ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng nó chỉ có một cái khung màu xanh như thế này thôi trong lúc mà chúng ta di chuyển. Nhưng nếu như tôi thả nó mà chạm vào trong cái phạm vi của đối tượng mới thì nó sẽ xuất hiện một cái ô giống như là cái kính ngắm, phải không? Và sau đó tôi nhả chuột ra thì nó sẽ hiện lên một cái bảng gọi bao gồm có mấy tùy chọn: move here, copy here, copy fill here, copy outline here, copy all property, vân vân. Thì chúng ta cũng giải thích luôn từng lệnh. Move here là di chuyển sang vị trí mới đó, copy here là sẽ tạo ra bản sao tại cái chỗ mà chúng ta nhả chuột, copy fill here chính là cái lệnh mà chúng ta muốn nói, đó là nó sẽ làm sao ạ, lấy cái màu của cái đối tượng tím này tô sang cho bên kia. Còn copy outline here là copy cái đường viền, copy all property thì nó sẽ copy tất cả các thuộc tính vốn có của đối tượng này đưa sang bên kia. Lần này thì chúng ta lại chọn copy fill here thôi, thì nó sẽ lấy màu từ bên này và đưa sang bên kia. Như vậy là chúng ta biết thêm cái phương pháp thứ hai để mà nhại lại một cái màu từ một đối tượng mẫu nào đó. Sau khi mà làm quen các thao tác tô màu bằng cục màu con, rồi thì pha màu trực tiếp cho đối tượng, và bây giờ là nhại màu của một đối tượng mẫu, thì chúng ta sẽ nói sang cái vấn đề là đường viền của đối tượng. Thì như chúng ta biết là đối tượng sẽ có hai cái thuộc tính chính là đường viền và bề mặt. Và khi chúng ta nhấp tô thì vừa rồi là chúng ta mới tô bề mặt thôi, còn chúng ta vẫn chấp nhận và chúng ta vẫn dùng cái màu đen mặc định của chương trình cho cái đường viền của đối tượng. Thế bây giờ tôi không thích cái đường viền màu đen này nữa. Đó, đây chúng ta phóng lớn lên và chúng ta nhìn thấy rất rõ cái đường viền là nó đen xì như thế này. Và bây giờ tôi muốn một cái đường viền nó cũng màu mè cơ. Thì để thực hiện cái việc này thì chúng ta cũng sẽ lấy màu ở trong palette màu ở phía bên tay phải. Tuy nhiên cái thao tác thì nó hơi khác một tí như sau. Trước hết là các bạn chọn cho tôi cái đối tượng mẫu, đối tượng muốn thao tác. Sau đó thì các bạn đưa chuột vào đây. Thay vì các bạn nhấp chuột phải, nhấp chuột trái thì các bạn nhấp cho tôi chuột phải. Khi các bạn nhấp chuột phải thì nó sẽ lấy cái màu ở ô đó nó tô vào cho đường viền. Thì thao tác bề mặt và đường viền nó khác nhau ở cái chỗ là chuột trái hay là chuột phải. Đấy. Như thế là chúng ta biết thêm được một thao tác là tô màu cho đường viền. Thế còn hủy màu đường viền thì sao? Hủy màu đường viền thì cũng là cái ô nâu phim này, nhưng mà cũng giống như bề mặt, có nghĩa là chúng ta sẽ bấm vào đây nhưng bằng chuột phải thì nó sẽ hủy đường viền của cái đối tượng đi. Đấy. Chuột phải và ô có màu là tô đó. Chuột phải và ô bỏ màu là hủy đường viền. Thế còn các cái thao tác là tô màu theo cái kiểu hộp màu con thì cái này có làm được không? Cái này cũng làm được. Chúng ta sẽ làm như sau. Trước hết là các bạn bấm vào cái ô màu mà các bạn muốn đi đã, để cho nó mở ra ô màu con. Sau khi mở ô màu con rồi, các bạn muốn chọn màu nào thì lúc đó các bạn mới nhấp chuột phải vào cái ô màu đó, thì lúc đó chúng ta mới lấy được cái màu ở ô màu con để đưa vào cái đối tượng của chúng ta tô cho đường viền. Thế còn có trộn được không? Cũng trộn được.
và nó cũng chỉ khác ở cái thao tác là gì đấy, giữ phím Control và chúng ta kích vào gì đấy, kích vào cái màu chúng ta cần, nhưng mà thay vì chuột trái thì chúng ta nhấp chuột phải thì nó cũng sẽ trộn màu giống y như thế. Như vậy là chúng ta biết thêm được cái thao tác là hiệu chỉnh màu cho cái đường viền của đối tượng bằng thao tác chuột phải. Nhân đây thì chúng ta cũng nói nhanh luôn về cái độ dày mỏng của nó. Các bạn sẽ có những cái lệnh rất là sâu để mà can thiệp vào đường viền. Tuy nhiên cái dễ nhất để mà chúng ta làm việc đó là chúng ta chọn cái danh sách ở trên ô, ở trên property, chọn đối tượng, sau đó sổ danh sách ra. Các bạn có thể thiết lập các cái giá trị dày mỏng cho cái đường viền này bằng cách là chọn sẵn một cái thao, một cái tham số nào đó có trong danh sách. Nếu mà các bạn không ưng thì các bạn có thể nhấp nút vào đây, các bạn chọn con số và các bạn cho tôi một con số mới thì nó sẽ tô làm dày cái đường viền này lên. Thế còn ở trong này, nếu mà tôi đặt là 5 thì nó cũng tương đương với lại cái ô gạch chéo này thì nó sẽ hủy cái đường viền của bề mặt của cái đối tượng này đi. Và đây chúng ta còn có thêm một cái khái niệm nữa. Thế bây giờ nếu mà hủy thì sao? Có hai cái là bề mặt và đường viền. Nếu như bây giờ tôi chọn đường viền tôi hủy đi, tôi đặt là 5, bề mặt tôi cũng chọn và tôi cũng chuột trái vào đây cũng 5 nốt, đối tượng này còn tồn tại không ạ? Còn hay không ạ? Tại sao các bạn lại bảo là còn? Tôi có nhìn nó thấy thấy nó đâu? Không, nó không có màu mà. Làm gì còn gì nữa đâu? Bề mặt bây giờ cũng chẳng có màu, đường viền cũng chẳng có màu, chúng ta không nhìn thấy cái gì nữa. Nó còn tồn tại không? Vẫn tồn tại nhé. Khi nào mà các bạn bấm vào mà các bạn vẫn thấy nó hiện lên cái điểm điều khiển bao xung quanh thì đối tượng đó là vẫn còn. Đấy, chỉ có điều là nó bị gần như là vô hình thế thôi. Còn khi mà chúng ta bù lại cho nó các cái thuộc tính hoặc là bề mặt hoặc đường viền thì nó lại hiện lên. Đấy, không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại. Đấy, thì chúng ta lưu ý thêm cái vấn đề đó. Thế là như vậy là hôm nay chúng ta biết thêm được cách thiết lập độ dày đường viền này, tô màu đường viền này và các cái phương pháp phối trộn màu hoặc là làm việc với hộp màu con. Và ngoài ra chúng ta còn có thêm các cái thao tác gọi là nhại lại cái thuộc tính của một đối tượng. Đấy, thì các bạn thấy đấy, Corel cũng rất là đơn giản, rất là trực quan. Đấy, và nó không quá bắt chúng ta làm việc chặt chẽ giống như họ nhà gốc. Rất dễ tiếp cận với nó. Đấy, thì bây giờ mọi người dành nhà một vài phút thử nghiệm các cái thao tác đó. Sau khi mà các bạn không còn thắc mắc gì về những cái phần mà chúng ta vừa trao đổi thì chúng ta sẽ nói tiếp sang các vấn đề tiếp theo. Quản lý các đối tượng, rồi thì gióng hàng các đối tượng, rồi thay đổi tầng thứ cho các đối tượng.